Alo chị Tuyết ạ. Chị nhận được tiền em gửi chưa ạ? Chị nhận được rồi. Anh chị cảm ơn chú nhiều nhá. Dạ không có gì đâu ạ. Chị cố gắng chăm sóc anh Hải giúp em nhé. Khi nào sắp xếp được công việc, em về thăm anh chị sau. Chú cứ yên tâm làm việc đi. Chị ở nhà sẽ chăm sóc anh Hải thật chu đáo. Anh ấy sẽ nhanh khỏi thôi. Chú không phải lo nhá. Dạ vâng, em chào chị ạ. Em ơi, anh đói quá. Lại đói? Vừa sáng ngày ăn rồi bây giờ lại đói? Ốm mà ăn lắm thế. Đúng là cái đồ ăn hại, chỉ làm khổ vợ con thôi. Anh xin lỗi, anh có muốn ốm đau thế này đâu. Đợi mấy hôm nữa anh khỏe lại, anh lại đi làm nhá. Chồng người ta thì khỏe như trâu ấy, còn anh thử nhìn lại anh xem. Suốt ngày đau mới chả ốm, mà ốm trận nào á cứ như sắp chết đấy. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không có thằng em trai của anh ạ hay gửi tiền về cho tôi thì tôi bỏ anh lâu rồi. Nhìn ngứa cả mắt. Anh đói quá, em lấy cho anh cái gì để anh ăn đã. Biết rồi, cái mồm chỉ biết kêu đói thôi, đúng là cái đồ vô tích sự. Đấy, ăn đi. Ăn cho lắm vào. Lúc nào cũng chỉ biết ăn 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 thôi. Lại cháo gói à em? Thế anh muốn ăn cái gì? Ăn tôm hùm à? Hay là cua hoàng đế? Ốm mà đòi hỏi lắm thế. Nhưng mà anh ăn cháo gói cả 3-4 ngày nay rồi. Em nấu cho anh bát cơm được không? Chứ anh ngán cháo quá rồi. Ăn mày lại còn đòi xơi gấp. Đã ốm, không làm được gì rồi lại còn đòi hỏi. Thế tóm lại, có ăn hay không? Không ăn, để tôi đổ cho chó nó ăn. Em nấu cho anh bát cơm với. Em cho anh ăn với nước mắm cũng được. Nhà hết gạo rồi. Muốn ăn cơm thì dậy kiếm tiền mà đong gạo. Cứ ngồi đấy mà chỉ tay năm ngón. Anh là bố tôi à? Thế nhưng anh là chồng em cơ mà. Chồng ốm thì vợ chăm sóc cũng là điều đương nhiên thôi. Hay là em muốn anh chết đi à? Anh chết được á thì chết quắt đi cho tôi nhờ, cứ ở đấy mà lải nhải. Nhìn cái gì mà nhìn? Thế tóm lại là có ăn không? Không ăn thì nói một câu. Thôi được rồi, em để đấy anh ăn. Hốc thì hốc đi, lại còn lắm mồm, mày thích cả người. Anh ạ. Hay bạn yêu. Hôm nay có con nào đẹp không? Này, mày nợ tao lâu lắm rồi ấy nhá. Trả nợ đi. Tao nợ thì tao sẽ trả. Bạn bè với nhau chứ có phải người ngoài đâu. Suốt ngày mày đòi tao thế. Ô hay cái con này. Tao ghi đề vì tiền chứ không phải vì tình cảm đâu. Ai cũng nợ như mày cơ mà tao bán nhà. Được rồi, biết rồi. Thế nhưng mà mày cho tao nợ nốt hôm nay đi. Cuối tuần á, tao trả cho mày cả gốc cả lãi. Không nhầm thì hôm nay là thứ năm. Thứ năm mày không có tiền trả tao thì cuối tuần lấy đâu ra? Mà này, mày có nhớ là mày đang nợ tao bao tiền không? Bao nhiêu? 15 triệu rồi bà. Ôi giời, có 15 triệu. Thế mà mày cứ làm như tao nợ mày mấy tỷ không bằng ạ. Yên tâm, từ giờ đến cuối tuần chắc chắn tao sẽ trả cho mày. Này, thế mày định trả tao bằng cách nào? Hai cái con này, mày không tin tao à? Tin mày có ngày tao bán nhà. Mày không biết, tao có thằng em chồng mở công ty ở Hà Nội à? Nó thiếu gì tiền đâu. Tao bảo nó đưa lúc nào mà chả được. Thế thì mày bảo nó đưa luôn đi. Khổ quá. Chị em mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, mày cũng ăn được của tao bao nhiêu tiền rồi. Có khi á, cái nhà mới xây của mày cũng là do tao đóng góp 2/3 đấy. Mày còn muốn cái gì nữa? Thôi được rồi, nốt hôm nay thôi nha.
Mà từ giờ đến cuối tuần mày không có tiền trả tao á thì cứ liệu hụt. Biết rồi, mày cứ yên tâm. Con Tuyết này á đã nói là sẽ làm. Mà này, nhớ trả thêm cả lãi đấy. Khiếp, lại còn lãi nữa cơ. Ô hay, mồm vừa mới bảo xong bây giờ lại chối là thế nào hả? Được rồi, lãi thì lãi, tao tính gì mấy cái đồng bạc lẻ. Bà thì kinh rồi. Nào, thế hôm nay ghi con gì đọc đi. À, mày ghi cho tao 100 điểm con 92 đi. Thế sao lần trước tao bảo mày đánh? Mày bảo năm sinh của người yêu cũ sợ đen không bao giờ đánh mà. À, thì trước đây là như thế. Nhưng mà nó mới bị công an bắt rồi. Biết đâu đánh lại chúng. Còn mà chúng bằng mắt. Ô hay cái con này, buồn cười thế nhở. Tao ghi thì cứ ghi đi. Nói thế làm cái gì để mất lọc bất lá của tao. Được rồi, ghi thì ghi. 92, 100 điểm. Chắc là thằng chồng mày khổ với mày lắm ấy nhở. Có tao khổ vì nó mới đúng ấy. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi không thấy ông Hải đi qua đây. Đang ốm, nằm như chó chết ở nhà ấy kìa. Sức đâu mà đi ra đây. Thế ông ấy ốm như thế, mày không ở nhà mà chăm đi. Mày còn ra đây lô đề. Đã chết đâu mà phải chăm. Vợ với con thế này là hỏng rồi. Ô hai cái con này, chuyện nhà tao mày quan tâm làm gì? Không thích thì thôi, không nói nữa. Bạn mới trả lời. Cho cốc trả lời nhá. Đây. Chị Tuyết ơi, chị Tuyết. Ơi, gì đấy? Tuyết à, em vừa ra đồng hái được ít rau, tiện thể hái cho anh chị luôn. Rau nhà em là rau sạch đấy, không phun thuốc đâu. Anh chị cứ yên tâm mà ăn nhá. Quý hóa quá, chị xin nhá. Mà anh Hải đâu rồi hả chị? Mấy hôm nay không thấy anh ấy sang uống nước với bố em. À, anh ấy ốm nên là không sang được. Mấy hôm nữa khỏi anh ấy sang, về bảo với bố thấy nhá. Vâng ạ. Cái gì thế hả chị? À, chắc là con mèo nó làm rơi vỡ cái cốc, để lát chị vào chị dọn. Nhà chị nuôi mèo ấy à? À, không, chắc mèo nhà ai đến phá đấy. Chứ nhà chị từ xưa tới nay có nuôi mèo bao giờ đâu. Dạ vâng, mà anh Hải ốm thế nào hả chị? Để em vào thăm anh ấy một tí. Ấy không cần đâu, à, bác sĩ bảo là anh ấy chỉ ốm qua loa thôi, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi ấy mà. Thế ạ? À? Thế chị động viên anh ấy ăn uống nhiều vào cho mau khỏe ạ. Ừ, chị cảm ơn nhá. Dạ vâng, thế em về nhá. Ừ, Tuyên về đi kẻo nắng nhá. Dạ vâng. Gớp, cho được mớ rau mà hỏi rõ lắm. Thôi chết rồi, mãi nói chuyện, quên xin thuốc lào cho bố rồi. Anh muốn chết à, hả? Tự nhiên là rơi cốc làm gì? Anh có tin tôi nhét cả đống thủy tinh này vào mồm anh không hả? Sao chị Tuyết quát anh Hải sợ thế nhở? Anh Hải đang bị ốm cơ mà. Alo anh Hùng ạ. Anh mau về quê đi ạ. Có chuyện này quan trọng lắm ạ. Vâng. Tuyền ơi Tuyền. Anh về rồi ạ. Thế anh Hải xảy ra chuyện gì vậy em? Em cũng không biết nữa. Những gì em nghe thấy em đã kể hết cho anh rồi đấy ạ. Em thấy sợ quá nên mới gọi anh về luôn. Ừ, thế để anh về nhà xem như thế nào. Vâng, nhưng mà anh đừng nói với chị Tuyết là em bảo nhá. Không, chị ấy lại mắng em nhiều chuyện đấy ạ. Anh biết rồi. Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương khắc phục hiệu quả tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc. Mặt khác, nghiên cứu đàm phán có kết quả đối với dự án phần dự án năng lượng tái tạo chuyển Chú Hùng về đấy à? Thế sao chú về? Chú không bảo với chị trước. Đây, chú ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Tại nghị quyết này. Em đi công tác nên tiện đường qua đây về thăm anh chị luôn. Thế à? Ê, chú uống nước đi. Em cảm ơn chị. Chắc chú đi đường cũng mệt rồi đúng không? Chú uống nước rồi đi tắm rửa cho nó mát mẻ, nghỉ ngơi để chị vào nấu cơm rồi ăn cơm nhá. Dạ vâng. Thế anh Hải đâu rồi hả chị? À, anh ấy mệt nên đang nằm trong nhà đấy. Chắc là vẫn ngủ chú ạ. Anh ấy ốm lâu như vậy mà vẫn chưa đỡ hả chị? Đáng nhẽ ra là cũng khỏi rồi đấy. Thế nhưng mà mấy hôm trước anh ấy lại ngồi nhậu với đám bạn của anh ấy, thành ra về nhà lại ốm lại. Chị bảo mà có nghe đâu. Thế à?
Thế để em vào xem anh thế nào ạ? Ừ, thế chú vào thăm anh đi. Vâng ạ. Anh, nhưng mà chị bảo phòng của chị đang bừa bộn quá, chú ngồi đây đợi chị một lát để chị dọn qua đã nhá. Không sao đâu chị, em có phải người ngoài đâu mà chị ngại. Thôi, ai lại để chú thấy phòng bừa bộn như thế, chị ngại lắm. Chú cứ ngồi đây uống nước, đợi chị 2 phút thôi. Dạ vâng, thế chị cứ vào dọn đi. Ừ, thế chú cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhá, đợi chị một lát, thông cảm với chị tí nhá. Vâng ạ. Này, chú Hùng về đấy. Ồ, chú Hùng về rồi em. Ừ, thế nhưng mà tí nữa tôi cấm anh bếp xếp cái gì đấy. Anh mà bếp xếp cái gì á thì đừng có trách tôi. Anh nên nhớ là anh ở với tôi hàng ngày đấy. Không có tôi chăm sóc á, anh chỉ có chết thôi. Ừ, anh biết mà. Nhớ đấy. Chú Hùng à, chị dọn phòng xong rồi đấy, chú vào thăm anh đi. Dạ vâng ạ. Anh à, anh thấy thế nào rồi ạ? Chú mới về đấy à? Sao chú về đột ngột thế? Em định cuối tuần mới về, nhưng mà hôm nay tiện đi công tác qua đây, nên là em về ghé thăm anh chị luôn. Anh không sao đâu, chú không phải lo. Chú cứ đi công tác đi. Thế anh cảm thấy trong người thế nào rồi ạ? Anh... À, anh ốm nhẹ thôi. Chắc uống thuốc vài hôm nữa là khỏi. Em không phải lo đâu. Nhưng mà đợt này em thấy anh ốm lâu quá. Anh đã đi khám ở đâu chưa ạ? À, anh đi khám rồi. Bác sĩ dặn anh chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi uống thuốc, chắc là vài hôm là khỏi thôi. Chú đừng có lo. Dạ vâng, anh cố gắng ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc cho mau khỏe nhá. Ừ, anh biết rồi. Anh ăn cháo gói ạ? À không, cháo này á là cháo chị ăn đấy. Chứ anh Hải ốm thế kia, làm sao mà ăn cháo gói được. Hàng ngày á, chị phải nấu cháo bò hầm này, cháo chim bồ câu cho anh ấy ăn đấy. Phải không anh Hải? Vất vả cho chị quá. Có gì đâu, anh ấy là chồng của chị mà. Mà thôi, chị em mình ra ngoài nói chuyện đi, để cho anh Hải nghỉ ngơi một lát. Chứ đêm qua, anh ấy chằm chọc mãi không ngủ được đâu. Dạ vâng ạ, vậy anh nghỉ ngơi đi ạ. Ừ, thế chú đi ra ngoài nhà ngồi uống nước với chị nhé. Dạ vâng. Chú uống nước đi. Dạ vâng, chị cứ kệ em ạ. Hôm nay chú lại ăn cơm nhá, để chị đi nấu cơm luôn. Dạ thôi, em tranh thủ về thăm anh chị tí rồi em đi luôn ạ. Nếu chú đã sắp xếp lịch trình rồi thì chị không ép chú nữa. Dạ vâng, chị cố gắng chăm sóc anh giúp em. Có khó khăn gì chị cứ bảo em nhá. Chú đã nói thế thì chị cũng nói thật luôn. Anh Hải đợt này ốm hơi lâu, tiền thuốc men thì đắt, lại còn tiền bồi bổ chăm sóc cho anh ấy nữa. Mà nhà thì có mỗi một mình chị đi làm, thành ra cũng khó khăn chú ạ. Hôm nọ em vừa chuyển cho chị 20 triệu mà đã hết rồi hả chị? Đáng lẽ ra như bình thường thì cũng không hết đâu. Thế nhưng mà đợt này anh chú bị làm sao ấy, cứ đòi ăn mấy cái đồ hải sản đắt tiền. Anh ấy bảo có em trai làm chủ tịch khắc lo được cho anh ấy, thành ra chị cũng phải chiều theo. Dạ vâng, thế để em chuyển thêm cho anh chị 30 triệu nữa ạ. Ừ, thế cũng được, anh chị làm phiền chú nhiều quá. Không có gì đâu ạ. Sao rồi anh? Anh có thấy gì bất thường không ạ? Có, anh thấy không ổn lắm. Nhưng mà anh Hải lại không nói gì với anh cả. Hay là chị Tuyết do anh ấy, không cho anh ấy nói ạ? Chắc là như vậy rồi. Nhưng mà anh sẽ có cách. Ê bạn yêu, cho mình 100 điểm có lô 68 cái. Mày bảo thế nào nhỉ? Nay cuối tuần rồi. Yên tâm, tao nói trả là tao sẽ trả mà. Mày cứ ghi cho tao đi, xong rồi tao chuyển khoản trả một thể.
Oai thế nhỉ? Thằng Hùng nó cho mày tiền à? Chả thế lại không à? Có em chồng làm chủ tịch để làm gì? Không biết moi tiền của nó, thế có là bị ngu à? Nó cho mày tiền để mày chăm anh trai nó ở nhà, thế mà mày lại mang tiền đi chơi lô đề. Mày không sợ nó biết à? Biết thế nào được, mà kể cả có biết đi chăng nữa thì làm gì được tao? Chị chắc chưa? Chú Hùng, sao chú lại ở đây? Chị tưởng chú về công ty rồi mà. Tôi không ở đây thì làm sao tôi biết được bộ mặt thật của chị? Chú Hùng à, chắc là chú có hiểu nhầm gì chứ. Chị có làm cái gì đâu. Không tin á, chú hỏi cái Vân đi, nó là bạn thân của chị đấy. Thôi, cái loại vô đạo đức như mày thì tao không bênh được. Với lại tao cũng không xứng đáng là bạn thân của mày. Này, mày nói linh tinh cái gì đấy? Thôi, mày không cần phải giả vờ nữa. Tao nói hết cho chú Hùng biết rồi. Căn bản là tao thương ông Hải, tao không thể để mày hành hạ ông đấy mãi được. Chú Hùng, chị xin chú, chị không làm gì hết cả, chú đừng hiểu nhầm chị. Anh tôi bị ốm, chị lại còn hành hạ anh tôi. Tiền tôi gửi về cho chị chăm anh ấy mà chị lại mang đi đánh lô đánh đề hết. Chị có còn là con người nữa không vậy? Chị xin lỗi, chị biết chị sai rồi. Chú tha lỗi cho chị đi. Chị xin hứa là chị sẽ không tái phạm nữa đâu. Làm gì có chuyện chị hành hạ anh trai tôi xong rồi nói một câu xin lỗi là được. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ bảo anh trai tôi ly dị chị, và tôi sẽ đưa anh ấy lên thành phố ở với tôi. Chị cứ chuẩn bị đi. Chú Hùng, chị xin lỗi mà. Chị biết chị sai rồi. Chú tha cho chị lần này đi. Chị là chị dâu của chú mà. Chị không có tư cách để làm chị dâu tôi. Ngay cả đến tư cách làm con người chị cũng không có. Tốt nhất chị nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Đừng có lải nhải nữa, nếu không thì đừng có trách tôi. Chú Hùng!